I gave you my heart. Ngố muôn màu thôi trời. Thôi chị Hai. Hello chị Hai, chào khán giả đâu ngủ nè. Chào khán giả cho đỡ buồn ngủ. Chào khán giả buồn ngủ, chào hết nói à. Rồi chào cả nhà. Giờ này 2 giờ mấy khuya cả nhà ơi. Hôm nay nước sao nó dai nó lên hoài à. Nhà mình đợi nước lâu quá trời. Ai cũng buồn ngủ hết trơn. Đợi nước cũng gần gồng mà. Rồi anh Hai nó thôi đi cuốn. Rồi nhà mình bắt đầu lên lưới mọi người ơi. Kêu lưới tỉnh ngủ. Giờ này có cá bự bự lên là em thấy buồn ngủ liền. Đó. Ui. Ui. Xíu nữa hả? Còn cá hú bán chưa? Còn. Trời, ô con cá hú nhỏ vừa vừa ăn nó ngon hơn cái số bự sao? Không, mà tại vì nó ngán tiền. À, ngán tiền, chứ nữa không. Ủa vậy hả? Tại vì nó ngon, nó dai ha. À. Nó cái bự quá. À. Dai nữa, mình ăn nhà ít mình ăn con tiếng rửa được, nhiều quá ăn không hết. À. Gì đấy? Đủ rồi. Đủ không? Phải không nhau? Cái gì á? Ê cá sấu. Trời ơi bự dữ vậy. Tao nói cá sấu, có cá sấu thôi. Ôi, ông Phan ông làm dữ dằn lắm đi Hai. Không có mà chuyện nó thấy cái chị lớn đâu biết có cá chứ không phải là. Cái gì nặng vậy? Kéo lên cái này. Không, thế nó đà thêm cái bao nè, nó nặng nè. Chính xác là có cá sấu rồi. Ừ. Mở hàng cá sấu cả nhà ơi. Cá không được bự thôi. Cha bả biển. Tại sao nó xỉ lưới nó quấn lưới lên đó trên này luôn mà. Dữ hả? Trời, càng nhỏ nó càng lẹo dữ. Cha bả biển. Ôi. Một con cá sấu. Nó nằm kế cái này nè bởi vì bởi vì nó nặng. Để lật lên. Hả? Anh cái miệng ra. Rồi. Vô. À đi. À ok. Giả kêu chị Hai mốt đem cái vỏ gác theo. Vỏ theo đừng gác ha. Ừ, đem cái sọt gác chứ. Dây thun đó hồi mình quấn con cá bự á. Nói chung nghe con nước mà nước nó chảy nhiều mình cũng đón được phần nào ha. Bung lao mùa này có lai gai lại ha. Thiết kế cái sọt rác cho chị Hai quá lý tưởng. Bữa nay nước lên nè, từng cá bự đi. Cái bọt nó đi nhiều hơn nữa. Đưa bọt ra hết còn ngủ. Bọt lên nãy giờ muốn chóng mặt luôn rồi chứ hết buồn ngủ gì nữa. Hết bọt rồi đó. Bọt trong bờ mà ra sông là giữa sông là hết rồi. Ở ngoài giữa sông có trà tre không à? Cá từ hoài chút cá nó cự. Nghề bà cậu mà bà cậu cho là ăn à, cư vẫn cư. Chị nghe câu đó quen không? Hả? Quen. Câu đó của ai nói? Quên rồi. Nghe quen gì chị quên rồi. Kiếm con cá gì bự bự vô nhà vô cửa chị Hai. Buồn ngủ lại chị Hai. Ngủ lại hả? Mới đầu lưới là tự dính cá su khủng rồi. Thấy không kéo nặng tay quá. Cá su một im. Ôi ngáp hoài bà nào. Tại ngáp chứ. Thấy đó cái giờ này là cái giờ rượu nhất nè. 3-4 giờ khuya là giờ buồn ngủ nhất. Cho dù mình thức cỡ nào thức, đầu hôm mình thức tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ ha. Mình lúc đó mình còn sức á chị Hai, còn pin. Nhưng mà đẩy qua tới cỡ 4 giờ, 4 giờ bắt đầu là rượu, giờ rượu á. Hết sức. Rồi qua 5 giờ bắt đầu qua chớ ngủ hết, nó tỉnh lại. Thường đó em đi làm lợn mì á, là vậy không đó. Em thức tới rồi 4 giờ lúc đó là quét bơ bánh mì là đó là phê vừa quét vừa ngủ. Ngủ chứ. Ngủ trong tim á, nhiều khi đang quét rồi cái ngủ không hay luôn đó. Con phải đáy bột. Con ló đầu nè. Ê ê sủ. Trời ơi. Đỡ buồn ngủ rồi. Đỡ buồn ngủ rồi chị Hai ơi. Rất lợi hả? Wow. Nè, kéo nãy giờ đông gác như cái núi vậy đó. Cái sổ đó chừng ký tư ký gửi gì trời. Su đực rồi chị Hai. Bà về trời bà gỡ lưới, bà gỡ cái sủ sao bà chỉ không coi. Dễ. Dễ dám chữ. À. Khuya đã khuya em không nghe mà chị Hai nói nhỏ nhỏ nữa. Thiệt chứ. Đúng không? Ôi, thêm con cá sủ này coi nè, sủ đực. Sủ đực này tầm ký rưỡi coi nè ơi. Sủ đực cái màu nó vàng nè, cái dãy nó vàng. Hai con. À. Đó, thêm. Rồi có cá sủ nè này. Cái này là chém bánh thêm. Ba con. Ồ, ra đây cá sủ dính ly chia rồi. Ồ, dính hai cá đã ù ngủ thiệt kìa, hiệu quả quá. Hiệu quả à? Ừ. Làm con nữa. Hiệu quả thiệt. À, hợp lưới à. Mong rằng dính con cá bự. Ba con cá này chưa có tiền nhiều mọi người. À. Ô sủ. Đấy, gom góp từ từ chị Hai ơi. Dạ, từ hả? Còn nó sủ cái à. Thì sao thấy bụng ngấn vậy? Mà cái màu lại trắng. Út đất. Cái đực này nó trắng quá ta, trắng hơn mấy con kia không? Yeah. Cái này cá đực luôn nè cả nhà. Trời, cái bụng nó dướng nè. Nãy giờ cũng được 4 con cá sủ rồi cả nhà. Được 2 con bự, 2 con này ký nháy. Bữa nay dính cá sủ không ha, khỏi giới đục cho gọn. Bữa nay trong bờ cá cày không có luôn, cà phê quýt ốc, quýt ốc Sài Gòn. Tới xà lan ăn ủi đi, ăn ủi đi bà cậu ơi, ăn ủi nhẹ con chừng 7-8 kg được rồi. Hai ký mấy được hả? Ăn ủi. Đó, ăn ủi. Chém bánh thêm. Ăn ủi chém bánh thêm. Cái sủ mà nhỏ cái này vậy hai. Nghe thử được kìa. Ồ, cái này có cá sủ không ta? Dữ dằn. Tiếng chuột hả? Rồi đã lên. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Bữa nay là mình dính cá sủ mà mình không có quay bắt cá cho mọi người coi. Tại vì dính ba sa cá hú thì mình để cho đục. Rồi về cái mình bắt ra. Còn mấy con cá này là mình bỏ bọc mình đem lên luôn à. Ơi nó gọn, bữa nay dính gọn thiệt ha, gọn hơi luôn. Để em sắp lại, sắp theo thứ tự đàng hoàng nữa chị ha. Thứ tự lớn tới bé. Ủa con giữa kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Riêng dòng hồ đực nó nè, đực nó. Đực luôn hả? Ừ. Cái. Ồ, cái này chị Hai khám nữa ha. Mấy đực mấy cái? Ba đực hai cái. À, ba đực. Là ba con ở dưới này được hả? Phải không? Ba bự đực, 1 2 3 ba đực, hai cái. Giờ nay mình dính được 5 cá sủ mọi người ơi. Như đây bác. 5 con 3 kg thiếu. 5 con này 2 kg. Hả? 5 con này 2 kg còn có chứ ba đứt họ. Này cá bự người ta được 2 kg, giỡn hoài. Vậy cá bự chị con này ký mấy con này? Con này nhiêu? 800 g còn thì có. Hai con đó không được 2 kg. Con này kg, con này 800 g mà dữ lắm rồi. À. Ừ, về cân đi. À. Rồi chạy về. Rồi mình về tới nhà rồi mọi người ơi. Tại lưới hôm nay anh hai được 5 con cá sủ nữa cả nhà. Này bác cá sủ không luôn. Không có ba sa, không có hú, không có cày, không có lăn, không có ngát. Nói chung là chỉ có cá sủ. Ủa không có cá sủ không mà kể mấy cái kia quá trời ha. Rồi. Nhiều đây bán chắc được 200 mấy 300 ngàn hả mọi người ơi. Hôm nay hơi ít tiền. À, thôi giờ mình kết thúc video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.